cha hết, cha hết cho người, cha luôn mất mỗi nụ cười, cha sống đời con hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Chào các bạn. Thưa các bạn, câu chuyện tâm lý xã hội pha lẫn tiểu thuyết trinh thám có tên Võ Hoàng Yên, một cú lừa, tưởng sẽ là câu chuyện 1001 đêm của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, chủ khu du lịch Đại Nam, đang được đưa lên cao trào với sự tham gia ồn ào đầy hào hứng của cả những người trong cuộc và nhiều thành phần trong xã hội, thì bỗng như kiểu đang vui thì đứt dây đàn. Người kể chuyện vĩ đại cũng là một trong những nhân vật chính, một trong những bị hại của vai phản diện thần y, bỗng tuyên bố kết thúc mọi thông tin, đưa ra khả năng có thể sẽ khóa Facebook cá nhân, song song với việc khẳng định đã hoàn toàn mãn nguyện, công bố chiến thắng toàn diện, trong khi câu chuyện vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng, chất chồng những ý kiến mà người ngoài cuộc dĩ nhiên khó hiểu. Phải chăng đây cũng là nghệ thuật nhằm tăng drama, kịch tính cho bộ phim? Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nên chuyện cũng chỉ hay khi còn dang dở và đầy bí ẩn, mà chuyện mất vui khi mọi cái đã rõ ràng? Không rõ ngầm ý của những người kể chuyện như nào, nhưng một trong những tình tiết hiện đang gây nhiều tranh cãi là dù bà Hằng cho rằng đã xử sự sòng phẳng, là việc bà làm là cho cộng đồng, nhưng trên thực tế là cộng đồng chưa ai có triển vọng nhận lại được một đồng nào trong số 200 tỷ đồng mà bà Hằng đã xoán nợ cho Võ Hoàng Yên, và cũng không hề có một cam kết nào từ phía Yên về việc sẽ trả 200 tỷ đồng này cho các nạn nhân. Nhiều ngày sau tuyên bố công khai của bà Hằng, phía Yên vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào cho các nạn nhân đến nhận lại tiền, cũng chưa có một lời cảm ơn bà Hằng về việc xóa nợ. Đặc biệt, chưa có thông tin nạn nhân nào từng mất tiền cho Yên đã tiến hành đòi hoặc được trả lại từ nguồn kinh phí 200 tỷ này. Ngay tại Facebook, chính chủ Nguyễn Phương Hằng ghi nhận khá nhiều ý kiến thắc mắc về quyết định này của người đàn bà thép, người đàn bà quyền lực luôn tự tin, thông minh, xinh đẹp. Nick Kim Yến Đoàn viết: Nguyễn Phương Hằng, em thấy chị nên lấy lại 200 tỷ đó, khi nào những nạn nhân lên tiếng, chị cho họ nhận lại. Đợi họ tố cáo Võ Hoàng Yên, họ không dám đâu. Nhiều người họ không rành pháp luật thì họ sợ phức tạp. Chị cố gắng làm đến cuối cùng đi chị, lấy tiền về, tính tiếp. Cảm ơn chị nhiều. Có nhiều bệnh nhân nghèo, họ không có điều kiện đi tố giác, mà rất nhiều người như vậy nên tiền họ đã mất rồi, dễ gì nhận lại từ ông Yên. Ông này tham vậy, chị Hằng làm đến cùng ổng còn chưa nhả ra, người dân sao đủ lực mà lấy lại tiền của ổng. Còn những tiền mà người bệnh bỏ vào thùng sau khi chữa bệnh xong nữa, không lấy được luôn. Ổng bây giờ đất đai quá trời, toàn tiền bá tánh. Nick Tuyên Nguyên liền đó tiếp lời: đúng đó chị, nghe cô nói ông Yên trả tiền lại 200 tỷ thì những ai là nạn nhân của ông Yên gặp ông ấy lấy lại, em thấy không ổn. Chưa chắc gì ông trả đâu, mà cũng chẳng ai dám đến lấy bởi người ta sợ. Còn đây là ý kiến của Nick Hoàng Đào Nguyễn: anh chị hôm qua cho ông Yên 200 tỷ nghe mà thấy phí quá, vì rất nhiều người nghèo khổ ốm đau bệnh tật đang cần đến, ước gì mình có một ít tiền để lo chữa bệnh cho các con của mình. Nick Đào Huy Tuấn thì cho rằng mong chị lấy hết số tiền 200 tỷ từ ông Võ nằm yên để số tiền đó đi đúng địa chỉ đến những người dân nghèo khổ, chứ số tài sản của ông em sợ ông tìm đường tẩu tán hết sang nước ngoài rồi chị, rồi dân nghèo sao mà lấy được. Một ý kiến khác: Nguyễn Phương Hằng, cô nên lấy lại hết số tiền và tự tay trả lại cho các nạn nhân của hắn nếu họ chứng minh có giấy tờ giao tiền đầy đủ. Chớ các nạn nhân không có khả năng thu hồi tiền từ tay Võ Hoàng Yên đâu, vì ông ấy là cao thủ và cao tay ấn. Người nghèo thấp cổ bé miệng không làm được gì, hoặc cô thu tiền lại xây nhà dưỡng lão cho người già, giúp người thì giúp cho chót cô ơi. Cô nói không lấy lại 200 tỷ đồng, ông Võ Hoàng Yên nghe câu này ông mừng hết lớn đấy. Đừng để cho ông nuốt dễ dàng như vậy, trong khi hàng triệu người còn đói khổ. Và cũng trong Facebook của bà Hằng có những ý kiến phản đối khá mạnh mẽ: thất vọng cho cái quyết định không lấy lại 200 tỷ.
Cái dở và thua của bà Hằng với ông Yên là không dám lấy lại số tiền 200 tỷ mà đưa ra lý do để cho những người khác đã bị lừa đi mà lấy lại. Bởi những người bị lão ta lừa tiền không có bằng chứng thì làm sao lấy lại? Nếu có tố ông Yên với công an thì cũng không có chứng cứ đã đưa tiền cho ông Yên. Ông Yên sẽ nhẹ tội đi rất nhiều. Ông Yên hoàn toàn có thể bỏ ra vài chục tỷ để chạy tội rất nhẹ nhàng. Bà Hằng nói sẽ đi đến cùng, nhưng sau cuộc họp báo thì đã khẳng định là bà đã bỏ cuộc giữa chừng rồi. Bà nói những ai đã đưa tiền cho ông Yên tìm gặp ông Yên mà lấy lại, họ lấy tiền lại được không? Họ bị lừa một vài triệu cho đến vài chục triệu đều không có bằng chứng giấy tờ giao tiền cho ông Yên hay người nhà ông Yên thì làm sao họ có thể lấy lại được? Hơn nữa, họ thấp cổ bé họng hơn, họ không xảo quyệt như Yên thì làm sao họ lấy lại được đây? Phải chi bà để cho cơ quan luật pháp thu hồi lại số tiền đó rồi bà hãy tuyên bố không nhận và giúp lại cho những người đã bị ông Yên lừa thì sẽ hay hơn không? Bà đã nói sẽ giúp họ thì hãy giúp cho tới nơi tới chốn, bà Hằng ạ. Vâng, và còn rất nhiều ý kiến xung quanh quyết định xóa nợ 200 tỷ đồng cho Võ Hoàng Yên của bà Hằng. Mà ngay như tại các kênh của Hot Team thì có người xem đã để lại những bình luận ngắn gọn như kêu người dân đòi tiền ông Yên là hình như thấy sai sai, coi tới đây là thấy hết hay và hết hy vọng cho những người dân bị ông Yên lừa rồi, thế là hết công bằng. Hoặc có bạn đã viết đòi không được 200 tỷ, coi như cho mà không cho, bằng cách xúi thiên hạ đòi trong vụ trị bệnh không hết, họ chán rồi, không nhiều người đòi, vậy còn lại là của ông Yên. Và chưa hết thưa các bạn, ngay tại cuộc họp báo ngay sau khi bà Hằng tuyên bố không đòi Võ Hoàng Yên 200 tỷ nữa để Yên lấy tiền đó trả cho các nạn nhân của y, một mục đích có vẻ là cao đẹp, tuy nhiên tính khả thi, tính thực tế và thực tiễn lại không cao, thì nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa đã bay từ Hà Nội vào Bình Dương để tham dự và đưa ra lời khuyên nên lấy lại số tiền 200 tỷ đồng này. Đấy, thì nó bắt đầu từ đấy. Và tôi thấy rằng là đây là một cái điều rất cần thiết, cần phải rõ ràng vấn đề này để giúp cho nhân dân đỡ mất thời giờ và đỡ phải đau khổ. Có thể nói như vậy, có khi bị bệnh mà rồi còn mất tiền, mất thời gian, có khi còn nguy hại nữa. Và ở đây tôi cũng có thể nói rằng là tôi cũng rất là cảm phục chị Hằng và anh Dũng ở chỗ là sẵn sàng không lấy hơn 200 tỷ ấy, mà để 200 tỷ đó để anh Yên có điều kiện, anh Đỗ Hồng Yên, anh Võ Hồng Yên có điều kiện để phải trả lại những người mà anh đã lấy của người ta mà không chữa được. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng xin thưa với anh chị rằng là hơn 200 tỷ không phải là khoản tiền nhỏ đâu. Và tôi rất e ngại rằng là cái sự gọi là rất là hảo tâm của anh chị có khi rồi chỗ hàng là ra chỗ hỏng. Cho nên tôi rất là mong anh chị đã đi thì đi đến cùng, giám sát cái hơn 200 tỷ ấy để nó đi đúng địa chỉ. Đấy, vì đấy là cái khoản tiền không thể nhỏ. Trong cộng đồng, ngay sau khi nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa đưa ra lời khuyên này với khổ chủ của món tiền khủng 200 tỷ giờ vẫn đang nằm yên trong túi Yên, thì cũng có ý kiến cho rằng lời khuyên trên là thừa thãi. Cụ thể, một nhà báo khác, Facebooker Hoàng Nguyên Vũ đã đăng một status. Báo đưa tin nhà thơ Trần Đăng Khoa bay vào Bình Dương tư vấn cho vợ chồng anh Dũng lò tôn đòi lại tiền từ thần y. Ôi thần linh ơi, khuyên anh Khoa bay về đi, đang dịch giã thế này, có những nghề chưa hoạt động nên không cần dạy .. vén váy đâu nhà thơ ơi. Vâng, ta có thể hiểu một cách võ đoán chút là ý tác giả status này muốn bày tỏ rằng chẳng cần phải khuyên vợ chồng ông Dũng bà Hằng đâu, vì để đưa ra quyết định ấy, họ cũng tính kỹ cả rồi, chứ đừng nghĩ đó là quyết định bất chợt của bà Hằng bồng bột đưa ra trong khi họp báo. Vậy thì lý do gì khiến vợ chồng ông bà đi đến quyết định bỏ qua 200 tỷ đồng không đòi Yên nữa, mặc dù trước đó chính Yên ngỏ ý qua thư từ và đánh tiếng qua người nọ người kia là sẵn sàng trả lại? Xin thưa các bạn rằng đây sẽ mãi mãi là bí ẩn, là những bí mật của cặp vợ chồng quyền lực này. Và chúng ta chỉ có thể biết rằng lý do bí mật ấy là nằm trong tính toán, chứ không phải thiếu cân nhắc.
Và một điều nữa là đó có thể là một chùm, một loạt các lý do, chứ không riêng một lý do duy nhất nào. Mà một trong những lý do này là sự thâm hiểm của Võ Hoàng Yên. Mặc dù ra cái vẻ sẵn sàng trả lại tiền, nhưng mặt khác, hắn viết thư và cả lên đài báo bù lu bù loa, ý là đây toàn là tiền bà Hằng tự dưng cho hắn. Hắn có xin đâu mà tự dưng đang lơ ngơ tiền rơi trúng đầu, kiểu như lần đầu đến nhà ông Dũng Lò Vôi đang ăn chén súp thì nhận ngay 1 tỷ đồng. Rồi mấy hôm sau, tự dưng tài khoản tinh tinh 5 tỷ. Những thông tin này khi đến với dư luận thì cảm nhận thông thường của những người đọc có khi chỉ là suýt xoa khen. Sao mà bà Hằng hảo tâm, nhiều tiền thế? Thần y sao mà may mắn thế? Nhưng thực chất đây là những thông tin cực kỳ thâm hiểm được tung ra từ ekip Võ Hoàng Yên với ý đồ của chúng nhằm đánh vào tự trọng, đánh vào lòng tự ái của tầng lớp siêu giàu như ông Dũng, bà Hằng. Ở cái đẳng cấp ấy, khi vật chất đã không còn là vấn đề gì mấy thì danh dự và tự trọng của họ cao như núi. Ekip Võ Hoàng Yên đã đánh trúng vào sự tự ái này khi chúng bày âm mưu đổ cho bà Hằng kiểu như là chia tay đòi quà. Thế là khiển tướng không bằng khích tướng. Để không mang cái tiếng này, người đàn bà mặc dù rất dày dạn kinh nghiệm cũng đành bỏ qua cho hắn số tiền khủng trên. Và qua đó ta thấy mục đích giữ bằng được số tiền này không hề muốn trả bà Hằng của Yên đã lộ quá rõ, chứ không phải là sẵn sàng trả như hắn ta leo lèo dẻo mỏ. Vâng, thưa các bạn, còn một lý do được các nhà quan sát bình luận xung quanh sự kiện miễn trả nợ 200 tỷ đồng cho Võ Hoàng Yên của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi là vì hơn ai hết, ông bà này biết cần tập trung vào vấn đề gì, cũng như biết câu chuyện đang diễn tiến đến đâu. Chúng ta đừng quên là ngày 10 tháng 3 năm 2021, tức là trước khi đi đến quyết định xóa nợ cho Yên, thì bà Hằng đã có buổi làm việc với cơ quan công an và bà đã đăng công khai giấy mời này lên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, sau buổi làm việc thì bà đã thay ảnh của tút đó bằng một ảnh khác. Bà cũng hầu như không thông tin cho công chúng biết bất cứ nội dung gì của buổi làm việc. Xong, với động thái sau đó, bà đi đến quyết định xóa nợ cho Yên nếu xét trên góc độ như bà nói là để nhường tiền đó cho các nạn nhân khác của Yên thì có vẻ như phi thực tế. Nhưng nếu xét theo nhận định của một số nhà quan sát là sau khi tiếp xúc với công an, có thể bà đã nắm được việc nhập kho của Yên là chuyện không còn xa. Có khi chỉ ngày 1, ngày 2 mà cùng lắm là ngày 3. Vậy khi Yên sổ khám rồi thì 200 tỷ đó cũng đòi được sao nữa mà đòi. Cho nên nếu xét theo toan tính này thì việc xóa luôn 200 tỷ lại là rất thực tế chứ không phi thực tế tí nào. Và cũng trong thực tế thì Yên tỏ ý muốn trả lại bà tiền cũng là để xí xóa làm hòa, để đừng truy cứu trách nhiệm hình sự hắn trong những vụ việc khác nữa. Chứ như bây giờ bà Hằng vẫn quyết tâm khép hắn vào tội hình sự thì hắn cũng còn lâu mà nhả 200 tỷ. Thế cho nên, với các bộ não siêu tính toán của những người xuất chúng, hai đại gia khổ chủ hiểu rằng việc đòi được 200 tỷ nếu có thì cũng là một đoạn trường dài hơn cô dâu 8 tuổi hoặc nghìn lẻ một đêm chứ không hề giản đơn. Thế cho nên họ bỏ luôn để tập trung vào các vấn đề khác ạ. Và chỉ có một thực tế khác thì đang diễn ra một cách phi thực tế là sau khi bà Hằng không đòi 200 tỷ nữa nhưng lại nói rằng nhường cho các nạn nhân khác đòi Yên, bà cũng không đóng Facebook nữa mà đăng số di động của Yên lên như một cách hỗ trợ bà con đòi tiền. Nhưng phương án này lại hơi hão huyền khi mà Yên tắt phụt máy là xong và cuối cùng là không một ai gọi được. Bình luận về việc này có bạn viết: nếu thật tâm Võ Hoàng Yên hối hận thì sau ngày tuyên bố chính thức của cô Phương Hằng không lấy lại 200 tỷ, ông Yên cần có bài phát biểu trên cộng đồng mạng là nhận sai và hối hận việc mình làm, sẽ trả lại cho ai có giấy tờ chứng minh, cộng đồng mạng và mọi người sẽ tha thứ. Nhưng ông ta vẫn ngoan cố tìm cách chống trả thì không thể tha, phải chơi đến cùng. Cô Hằng đã cho ông Yên có cơ hội khắc phục hậu quả, nhưng sự tham lam và ngoan cố đã làm Võ Hoàng Yên thân bại danh liệt. Điều chúng tôi cần là cô Phương Hằng nên lấy lại 200 tỷ để trả lại cho người dân nghèo bị mất tiền vì ông Yên lừa đảo. Nếu để cho ông ta tự trả thì sẽ không bao giờ họ lấy được số tiền đó. Trở lại với ý kiến không thể nói là không đáng quan tâm của nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa nêu trên, thì đúng là nếu bà Hằng thực sự coi việc nhường số tiền 200 tỷ đồng đó cho các nạn nhân là vì cộng đồng như bà nói, thì bà cần có trách nhiệm đến cùng với phương án và quyết định của mình, chứ không thể tuyên bố xóa nợ cho Yên là xong. Nếu chỉ tuyên bố không đòi, nhưng 200 tỷ vẫn chỉ nằm yên cùng Võ nằm yên trong túi riêng của Yên, thì việc làm đó của bà đâu đã phải là làm cho cộng đồng, mà vẫn là làm cho Yên thôi đấy chứ.
Bây giờ vẫn chưa muộn, nếu phía Yên không chủ động đưa ra các kế hoạch trả tiền cho đông đảo nạn nhân, thì bà Hằng cần đưa ra những giao kèo, cơ chế giám sát và kế hoạch giải ngân cho số tiền 200 tỷ đó đến được với các nạn nhân. Vì rõ ràng đó vẫn đang là tiền của bà, thì bà cần có trách nhiệm với số tiền của mình. Thì số tiền đó mới trở lại với cộng đồng được. Còn nếu như ai đó có ý kiến là bà Hằng không cần phải có trách nhiệm đòi hộ các nạn nhân, vậy thì vấn đề ở đây là đó là tiền bà thì bà phải đòi. Còn nếu bà không đòi được hoặc tuyên bố không có quyền, không có trách nhiệm gì với số tiền đó nữa, thì đó hiện vẫn là tiền của Yên chứ. Mà là tiền của Yên rồi và vẫn trong túi Yên đời đời thì làm sao có thể nói rằng đó là bà Hằng làm cho cộng đồng được. Dạ thưa các bạn, video này chỉ đơn thuần phân tích đúng như tiêu đề video là lý do thầm kín phía sau quyết định xóa nợ 200 tỷ đồng cho Võ Hoàng Yên. Còn để bàn rộng về toàn bộ câu chuyện này thì Hot Team đã có cả một series video rồi ạ, được đăng trên các kênh Hot News, Hot Trends, Mới Và Nóng, Hot Pot News, Lầu Tin Tức của Team. Và video mà các bạn đang xem đây là video thứ 30. Võ Hoàng Yên lừa đảo chữa bệnh là đã rõ ràng và cơ quan chức năng đã bước đầu kết luận vấn đề này. Có thể tóm tắt về biệt tài của Yên bằng mấy câu thơ sau của bạn có nickname Người Qua Đường đăng trên kênh của Hot Team ạ. Thần y chữa bệnh rất tài, điếc thì thần vỗ hai tai pang pang, câm thì túm lưỡi kéo ngang, bệnh nhân đang sống chuyển sang từ trần. Vâng, và để kết video này cũng như khái quát về toàn bộ câu chuyện đến lúc này thì Hot xin được đọc ý kiến của cư dân mạng có nick là Huân Đặng viết trong Facebook bà Hằng. Vấn đề rất đơn giản với ông Yên là nếu thực sự ông có khả năng chữa khỏi các bệnh như ông nói thì hãy công khai chứng minh đi. Ông chứng minh được tất cả những điều khuất tất mà chị Hằng chỉ ra thì ông không cần phải làm gì hơn, dư luận và pháp luật sẽ đứng hết về phía ông. Còn không ấy, thì việc của ông bây giờ có thể làm là khắc phục hậu quả và xin lỗi người dân, may ra nhẹ tội vì những gì chị Hằng đưa ra là quá thuyết phục. Video này xin tạm dừng ở đây và Hot xin các bạn một cái ấn ngón tay ân tình tình cảm và nút đăng ký cùng cái chuông nhỏ kế bên để ủng hộ kênh Hot Face này nói riêng, cũng như tìm xem và ủng hộ toàn bộ các kênh Team Hot nhé ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những đêm dài tiếp theo của câu chuyện 1001 đêm này. Ngày sau chẳng nỡ tình nhau, trả hết cho người, trả luôn mất môi nụ cười, trả xong đời con hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Còn ta đường nào cho ta?